Nhu cầu làm đẹp, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe thông qua những loại hình dịch vụ spa, massage, xông hơi, thư giãn không còn là nhu cầu xa xỉ trong thời buổi hiện đại. Ngày nay, đây đã trở thành nhu cầu của đông đảo người dân, đặc biệt là tại một thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Để đáp ứng nhu cầu đó, ngày càng có nhiều spa xuất hiện với đủ các loại hình, phương pháp và công nghệ chăm sóc sức khỏe lẫn thư giãn khác nhau. Các xu hướng spa hiện đại dần được áp dụng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với việc áp dụng các phương pháp trị liệu hiện đại, các spa đã giúp khách hàng không chỉ giảm stress mà còn giúp họ cải thiện được sức khỏe và sắc đẹp của mình. Bài toán cạnh tranh do đó cũng không hề dễ dàng để tìm ra giải pháp. Đối với Golden Lotus Healing Spa World, vấn đề chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng được đặt lên hàng đầu. Thực chất, mô hình thư giãn kết hợp cải thiện sức khỏe bằng công nghệ Jim Jiban như Golden Lotus Healing Spa World không mới ở Việt Nam. Khi nhiều năm trở lại đây, đã có nhiều nơi học hỏi kinh nghiệm từ Hàn Quốc theo đuổi mô hình này. Tuy nhiên, Golden Lotus Healing Spa World là spa Hàn Quốc đầu tiên có mặt tại Việt Nam, chăm sóc sức khỏe theo liệu pháp thiên nhiên kết hợp khoa học đã được ứng dụng rộng rãi tại Hàn Quốc. Spa kiểu Hàn Quốc được xem là spa nghỉ dưỡng của gia đình và bạn bè hay resort trong thành phố. Người Hàn thường đi spa để xông hơi, massage, thư giãn đầu óc và cải thiện năng lượng cơ thể. Đây cũng thường là nơi họp mặt sinh nhật bạn bè. Nói về Jim Jiban, đây là hình thức xông hơi tập thể, không giới hạn lứa tuổi, nghề nghiệp. Ngoài việc đem lại cảm giác thư giãn, Jim Jiban còn giúp giải độc cơ thể, giảm các triệu chứng đau nhức cơ thể, giúp an thần, ngủ ngon. Nhờ phong cách mới lạ và mang lại hiệu quả thấy rõ, Golden Lotus Healing Spa World đang là điểm đến ưa thích của khách hàng chuộng spa tại thành phố Hồ Chí Minh, cả khách trong nước và ngoài nước. Ở Hàn Quốc thì tôi thường xuyên đi Jim Jiban với ba mẹ, nhưng mà đến khi tôi qua Việt Nam thì do bận học hành và công việc, tôi ít có cơ hội để đi Jim Jiban như ở Hàn Quốc. Tôi cảm thấy cơ thể mệt mỏi và có nhiều vấn đề về sức khỏe hơn. Sau đó thì chị của tôi hỏi giúp bác sĩ đông y ở Hàn Quốc về tình trạng của tôi, và bác sĩ tư vấn là do tôi ở Việt Nam chưa quen với khí hậu thời tiết nóng và sử dụng nhiều máy lạnh, cho nên sức khỏe của tôi không tốt. Do vậy bác sĩ khuyên là tôi nên đi thử Jim Jiban ở Việt Nam coi sao. Tôi search trên internet thì thấy Golden Lotus Spa, giá Jim Jiban cũng tốt và cơ sở cũng tốt. Golden Lotus mới được xây dựng, vì vậy cơ sở vật chất thực sự là hiện đại hơn nhiều ở Hàn Quốc. Tôi xông hơi đào thải được hết độc tố ra ngoài, do vậy da của tôi trở nên mịn màng và săn chắc hơn. Tôi cảm thấy là da của tôi trắng hơn trước nữa. Điều quan trọng là tôi thấy rất là khỏe mạnh. Tôi cũng tìm và thử mấy chỗ khác rồi, nhưng mà mấy chỗ khác thì chỉ có massage và hiệu quả thì chỉ được một lúc thôi. Nhưng mà ở đây thì tôi thấy hiệu quả về lâu về dài, càng ngày càng khỏe mạnh hơn và sức khỏe của tôi tốt hơn. Điều quan trọng là ở đây có mọi thứ, có thể đi chơi cả ngày, tôi thấy thực sự rất tiện lợi. Em thấy các cái dịch vụ ở đây á, nó khác với những cái spa chăm sóc sắc đẹp bình thường. Thì cái spa ở đây á, nó nghiêng về chăm sóc sức khỏe hơn. Đẹp là đẹp khỏe từ bên trong, chứ không có như những cái spa khác là làm đẹp vẻ bên ngoài. Thì trước đây em hay bị mất ngủ, khó ngủ do áp lực công việc á. Nhưng mà sau một khoảng thời gian đi xông hơi rồi chịu khó tập thể dục ở đây thì coi như là về là rất là khỏe, ngủ rất là sâu. Những cái spa khác thì em chỉ tới tận hưởng cái dịch vụ làm đẹp, giống như là làm sáng da thì nó chỉ tầm 30 phút tới 1 tiếng thôi. Thì làm xong rồi em về, đó là cái yếu điểm của spa, cái spa đó. Còn ở đây là em tận hưởng rất nhiều các kiểu xông hơi, rồi cà phê, vui chơi, có thể tán gẫu với bạn. Thì em thấy nó rất đáng để đi. Theo bản thân em cũng như bản thân ông xã và gia đình em, khi bước vô đây thì ai cũng nói là đã quá. Dạ. Về ai cũng cảm giác là rất là thích thú. Và khi bước vào đây là tâm hồn của mình, tinh thần của mình rất là thoải mái. Còn về bên mà có mang lại cho mình một cái sức khỏe tốt, và em cũng giảm cân rất là nhiều mà không cần phải dùng thuốc hoặc là phải cần nhiều sức lực, sức khỏe nhiều như là tập gym. Và bên cạnh đó em thấy là bên đây là một cái loại mô hình nghỉ dưỡng chất lượng 5 sao,
từ cơ sở vật chất cũng như là tới thái độ phục vụ của nhân viên luôn. Dạ. Và tỉ mỉ, chu đáo đến từng chi tiết, ngay cả trong phòng tắm cũng có đầy đủ như là dao cạo râu rồi sữa tắm cho mình không cần phải là chuẩn bị cái gì hết. Dạ, và một điểm mà em thích nhất ở đây đó là không phân biệt đối tượng. Kể cả người lớn, trẻ nhỏ hoặc là nam nữ đều có thể vào đây hết. Chứ không như những cái spa khác là thường chỉ dành cho nữ thôi. Hoặc là nhiều lắm, hiếm lắm thì là có thêm nam nữa. Nên là ở đây là giống như là một nơi tạo cho gia đình có cơ hội gần gũi với nhau nhiều hơn. Và có thời gian bên nhau nhiều hơn. Không gian spa sang trọng theo tiêu chuẩn 5 sao, rộng rãi và thoáng mát với các dịch vụ không giới hạn về thời gian, cùng khu vực riêng cho khách nghỉ ngơi, trò chuyện bên cạnh các loại thức ăn nhẹ thuận tiện cho khách đi cùng bạn bè hoặc cả gia đình, có những giây phút nghỉ ngơi thư giãn vô cùng thú vị và sảng khoái sau những ngày làm việc căng thẳng. Vấn đề là, theo thời gian, spa phong cách Hàn Quốc sẽ có chiến lược kế hoạch như thế nào để duy trì sức cạnh tranh trên thị trường đầy tiềm năng và rộng mở? Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Câu chuyện kinh doanh trên kênh FPNC. Thưa quý vị, theo số liệu của Viện Nghiên cứu Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu, thì doanh thu của ngành spa trên cả thế giới ước đạt 94 tỷ đô la Mỹ mỗi năm với mức tăng trưởng là 7,7%. Đây là một tỷ trọng tăng trưởng khá cao nếu so với các ngành dịch vụ nói chung. Như vậy thì tại Việt Nam, quy mô và tiềm năng của thị trường spa và chăm sóc sắc đẹp cũng như là trị liệu ở quy mô và tiềm năng như thế nào? Trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, thì ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện với bà Hà Phương Thảo, là đại diện chủ đầu tư của Golden Lotus Healing Spa World, cùng với bà Quân Anh Yong, cố vấn công nghệ Golden Lotus Healing Spa World. Xin chào bà Thảo và xin chào bà Quân. Thưa bà, thì từ góc độ của những người đã trong nghề 10 năm, hơn 10 năm, như vậy thì hai bà đánh giá như thế nào về quy mô cũng như là độ lớn của thị trường spa và chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam? Thưa bà. Với dân số trên 90 triệu người thì tôi thấy thị trường ở Việt Nam rất là tiềm năng. Nhưng nhìn chung thì tôi thấy chỉ có hai mảng chính. Mảng thứ nhất là về chăm sóc sắc đẹp theo kiểu phẫu thuật thẩm mỹ. Mảng thứ hai thì là chăm sóc sức khỏe theo dạng massage thư giãn. Với cái GDP đầu người Việt Nam hiện nay là trên 2.000 đô thì cái nhu cầu đại đa số về chăm sóc như chăm sóc sức khỏe hoặc là chăm sóc sắc đẹp lên rất là cao. Nó không còn là cái nhu cầu của thiểu số nữa. Nhưng cái thị trường chúng ta lại chỉ nhằm vào cá nhân riêng lẻ với cái giá thành cao. Do đó chúng tôi đang mang một cái mô hình mới. Nó tiếp cận với đại đa số người dân Việt hơn. Và cái mô hình này gọi là Spa Hàn Quốc Chim Chim Bang. Thì Miss Quân sẽ giới thiệu thêm một chút về đặc điểm của spa Hàn Quốc. 네, 한국에는 저 찜질방이 대중화되어 있습니다. Đặc điểm spa Hàn Quốc lại hoàn toàn khác hẳn, vì thường ngày hầu như toàn bộ thời gian họ đã dành cho công việc. Khi có khoảng thời gian rảnh, cả gia đình thường muốn có khoảng thời gian quây quần thư giãn bên nhau. Vì thế, spa Hàn Quốc Jim Jibang ra đời như một nét văn hóa đáp ứng được cả về mặt tinh thần, vật chất, đóng vai trò như một sợi dây kết nối gia đình. Và tôi cũng xin bổ sung một ý nữa là cái đặc điểm của spa Hàn Quốc là giữ ấm cơ thể và làm cho máu huyết tuần hoàn lưu thông. Thì nếu mà chúng ta giữ làm được hai cái điều đơn giản đó thì sức khỏe của chúng ta rất là tốt. Tuy nhiên ai cũng biết cái điều đó, nhưng mà để thực hiện thì rất là khó, bởi vì trong cái môi trường hiện đại này chúng ta thường phải ở trong máy lạnh hoặc là phải uống nước lạnh, khiến cơ thể và cái môi trường thì khói bụi. Trong khi chúng ta đi ra ngoài đường thì tia nắng mặt trời nó chỉ tạo ra một cái sức nóng giả tạo ở bên ngoài, chứ nó không có thẩm thấu sâu để giữ cái hơi ấm trong cơ thể. Đó là trong cái spa Hàn Quốc thì chúng tôi có cả ion âm và hồng ngoại cao cấp. Thì ion âm thì giống như là cái khu giường nguyên sinh, nó tái tạo ra một cái không khí trong lành. Còn hồng ngoại nó sẽ giúp cho hơi nóng nó thẩm thấu sâu vào trong tế bào để giữ cơ thể ấm và máu huyết lưu thông. Đây, trong y học dân tộc thì chúng ta cũng coi đây là một trong những cái cách trị liệu, chữa trị được những cái gốc rễ của bệnh tật. Như vậy cái công nghệ spa Chim Chim Bang của Hàn Quốc này nó vừa kết hợp cả y học dân tộc và những cái nghiên cứu về mặt khoa học phương Tây như bây giờ. Như vậy thì xin được hỏi từ cái cơ duyên nào mà chị biết đến cái mô hình này? Thật ra trước đây thì tôi có đi du học tại Hàn Quốc. Và vốn dĩ thì tôi là bị viêm mũi dị ứng. Thế nên là gặp trời lạnh thì tôi cảm thấy chịu không được. Sau
ban đầu tôi dự định về nước luôn, nhưng một số người bạn thì nói là cứ thử đi Chim Chim Bang đi, bởi vì ở Hàn Quốc á, Chim Chim Bang rất là phổ biến, đi đến đâu chúng ta cũng có thể gặp Chim Chim Bang. Tôi đi hồi đó chân tay tôi nào cũng sưng vù hết trơn. Tôi đi Chim Chim Bang vài lần thì tôi thấy giảm hẳn, và tiếp tục đi thì tôi khỏi lúc nào cũng hết, tôi cũng không biết nữa. Sau đó thì tôi có mời mẹ qua để trải nghiệm thử, tại vì mẹ tôi cũng bị đau khớp rồi thoái hóa cột sống, thì cải thiện tình hình sức khỏe rất là nhiều. Đó là lý do từ đó mà tôi ao ước là tại sao mình không mang cái mô hình này về Việt Nam. Thì tôi nung nấu từ đó, nhưng mà vì điều kiện thời gian, công nghệ cũng như một số cái điều kiện kinh tế khác thì đến bây giờ mới thực hiện được. Vậy thì cũng xin hỏi chị Quân, đó là so với những cái loại hình công nghệ spa làm đẹp cũng như trị liệu khác thì Chim Chim Bang có gì khác biệt? Hàn Quốc nổi tiếng trên thế giới về lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra thì mô hình Chim Chim Bang là một mô hình độc đáo, có 102 trên thế giới, vừa kết hợp các yếu tố hiện đại, vừa kết hợp các bí quyết chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe cổ truyền của Hàn Quốc. Tôi thấy mô hình này hoàn toàn phù hợp và cần thiết tại Việt Nam vì yếu tố kết nối tình thân gia đình Việt. Bây giờ thì em quay lại với cái Golden Lotus Spa. Như vậy khi chị mang mô hình công nghệ Chim Chim Bang về Việt Nam thì đối tượng khách hàng mà chị nhắm đến là những ai? Thì thật ra trước đây cái phân khúc chung ở spa là chỉ vào những cái đối tượng nhỏ lẻ sang trọng, quý phái. Nhưng hiện tại thì tôi mang một cái khái niệm mới, nó không chỉ là spa cho đối tượng riêng lẻ mà là spa nghỉ dưỡng gia đình, cả gia đình cùng đi spa. Và bây giờ chúng ta không cần phải đi Vũng Tàu, Phan Thiết hay là Nha Trang, tại vì nó quá xa thì cái điều kiện nó cũng khó khăn, chỉ cần 5-10 phút ở ngay ở trong lòng thành phố chúng ta cũng có một cái nơi nghỉ dưỡng, cả gia đình có thể quây quần thư giãn bên nhau. Thì tại vì ở đây nó rộng trên 4.000 mét vuông và nó chiếm đến 3 tầng lầu, và có cả khu cho vui chơi cho thiếu nhi, khu cho người trung niên để chăm sóc sắc đẹp, hoặc là khu để thư giãn cho người chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi. Thế nên là cả gia đình có thể quây quần được ở với đây, và chỉ cần với một vé vào cửa là cả được cả ngày thư giãn tại đây. Như vậy là chị nhắm đến đối tượng khách hàng phổ thông, đặc biệt là các gia đình và các thế hệ ở nhiều độ tuổi luôn. Dạ đúng rồi, gia đình Việt với mức thu nhập ổn định. Dạ vâng, như vậy thì tôi cũng muốn hỏi đó là nếu như theo cái nghiên cứu thì spa trong các khách sạn và resort chiếm 86% tổng doanh thu của cả ngành, tức là quy mô và độ lớn của thị trường của cái phân khúc này rất lớn, nhưng mà chị khi bắt đầu chị lại chọn nhắm vào một cái thị phần nhỏ hơn, chỉ chiếm 14% thị phần toàn ngành, đó là đối tượng khách hàng lẻ, khách hàng là cái hộ gia đình. Như vậy thì nguyên nhân là do đâu? Thì như chị cũng mình rất ưa là đồng ý, tại vì nhu cầu con người á là ai cũng phải ăn uống. Thế nên là đi đến đâu ta cũng sẽ thấy là hotel hoặc resort mọc khắp nơi, và họ đều có spa. Dạ đúng rồi, nhưng mà trong đó đều có spa, nhưng mà có điểm đặc biệt là có spa nhưng mà mình có thể nghỉ ở cái khách sạn đó, nhưng mà mình lại đi ra ngoài tìm một cái spa nó có chất lượng hơn với cái giá thành hợp lý hơn. Tại vì spa ở trong khách sạn thì nó không có chuyên môn hóa cao, trong khi chất lượng phục vụ so với cái giá thành thì người ta cảm thấy là không hài lòng. Đó là lý do tôi nhắm vào một cái đối tượng đa số đông, thì nhờ như vậy thì tôi sẽ xây dựng được cái chiến lược giá cả nó hợp lý với cái chất lượng và tiện nghi 5 sao, nhưng mà giá thành thì lại đáp ứng được số đông. Đó là yếu tố mà Chim Chim Bang nhắm đến. Xin cảm ơn chị Thảo, xin cảm ơn chị Ánh Nhơn. Thưa quý vị, trong phần đầu tiên vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về công nghệ làm đẹp trị liệu Chim Chim Bang của Hàn Quốc, cũng như là cái xuất phát điểm của Spa Golden Lotus Healing Spa World. Và chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện trong phần 2 của chương trình. Mời quý vị giữ kênh.